Chỉ 550.000 đồng, anh em đã sở hữu một đôi phân tần 406 ghép cho hai loa bát, một loa chung và một loa kèn. Phân tần này thì anh em loa bát thì có thể ghép được cho loa bát côn 65 và loa chung loa chung thì có thể là cái dòng tầm 670W, chung 16 anh em nhé, chung 16. Và loa tép kèn thì ghép được cho loa tép kèn là côn 44.4, nghe kèn 450. Một trong phiên bản mình đã ghép rất là nhiều, anh em mình đã chơi loa cây. Đường bát là chữ B, và chữ B là ngày là bát, là hai là bát hai đầu. Chữ M là mid, nghĩa là trung. Chữ T, T là tép anh em nhé, T là tép chứ không phải T là trung, là trung đâu nhé, T là tép. M là mid là trung này, đấy, anh em ý hiểu cho chữ M là đấu con loa trung nhà mình nhé. Và chữ in là đấu ra cái hậu loa và đúng là tín hiệu vào cái phân tần này. Đó. Và phân tần thì bên mình có bán một chiếc anh em nhé, bán một chiếc. Bán lẻ một chiếc thì sẽ cao hơn một tí, nghĩa là sẽ là 300.000 một cái, còn bán đôi là 550.000 đồng. Giá đã bao ship rồi anh em, giá đã bao ship rồi. Và phân tần mới hàng công ty, bên mình đứng ra bảo hành công ty là 1 năm. Trong quá trình 1 năm anh em mình lỗi gửi về, bên mình đứng ra trách nhiệm bảo hành. Các linh kiện thì anh em thấy là nhiều và đẹp, hàng nhập khẩu bên China thì họ làm kỹ hơn những hàng sản xuất trong nước mình, họ làm về những con linh kiện, những cuộn seal họ làm đẹp hơn rất là đẹp nhiều anh em nhé, đẹp rất là nhiều. Kích thước của nó thì mình không có kích thước ở đây, anh em thấy nó khoảng 10 mấy cm, còn tương đối là to, tương đối là to, không nhỏ đâu anh em nhé, tương đối là to. Anh em nào quan tâm điện thoại đến bên mình nhé, để được tư vấn và mua bán, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ Huấn Audio và chào anh em.